Cả nhà ơi, mẹ đi đây, con ở nhà với bố ngoan nhé. Liệu mà trông con cho cẩn thận. Thôi vợ đi làm đi. Bye bye. Chán quá. Bố ơi, bố có muốn chơi với con không? Con phải làm gì với cuốn sách này chứ? Sách nặng cả tấn đấy bố. Trong này có gì cho mình nghịch không nhỉ? Wow, mẹ có quá trời váy. Mình thích nhất là cái váy này. Ôi trời, không biết đồ của người lớn có gì nhỉ? Ôi thần linh ơi, cứ như kho báu ấy. Không biết có đeo vừa không? Đẹp quá. Cuối cùng cũng xong việc. Ava, con đang nghịch cái gì thế hả? Bố có thích không? Đồ của mẹ đây. Mẹ dặn thế nào không được nghịch đồ. Thôi xong, mẹ biết thì nguy. Nhưng mình đã có cách rồi. Mình sẽ làm đồ trang sức riêng cho Ava và sẽ rất hợp với một công chúa. Hình vương miện này làm nhẫn sẽ rất xinh. Và mình sẽ làm các hình khác nữa. Một ngôi sao nhỏ và bạn có thể dùng nhiều màu khác nhau. Bé gái nào không thích hình trái tim cơ chứ? Trái tim thì chọn màu đỏ là quá hợp rồi. Sắp hoàn thành nè. Cứng hết sảy phải không? Đừng quên một chấm ở giữa nhé. Để gắn nhẫn vào ấy mà. Đó, thật nhiều nhẫn xinh nè. Tặng cho bé con cả đấy. Đẹp tuyệt phải không nào? Con cảm ơn bố. Cho bố đội mũ này. Con gái bố sáng tạo thật đấy. Chuẩn luôn, băm rang ngon hết sảy. Đâu rồi ta? Đâu rồi ta? Hay là dưới đống gối này? Cô đang làm gì thế? Đừng có ném gối vào tớ nữa. Cho tớ xem dưới chân cậu. Chẳng ăn thua gì, tớ tìm khắp nơi rồi. Tớ làm sao hả nàng? Tớ làm mất một bên khuyên tai rồi, chịu không tìm được. Hả, chà, cái lá này trông cũng giống đấy. Chờ tớ một chút, tớ có thể giúp cậu đó. Mũi ba D lại tới giải cứu nữa nè. Màu xanh đẹp quá đi, trông nó lấp lánh kìa. Cả mặt sau của lá nữa. Tôi theo lá thật cũng vui nghe đó. Xong, giờ thì kéo nó ra. Trông gần giống đồ trang sức rồi. Giờ thì gắn móc vào khuyên tai nè. Tốt, sang bên kia nữa. Đeo được rồi này. Xem tớ có gì cho cậu nè. Đeo đi, xinh ghê. Để tớ đeo thử xem sao. Trông ổn không? Xinh. Ui. Ôi trời đất, dễ thương quá. Trông giống hệt lá thật. Xinh thật đó. Chà, tốt rồi, cậu không phải lo lắng nữa nhé. Sắp rửa xong đống bát đĩa này rồi. Ôi không, lại một cốc nữa. Rửa hả mẹ cái này luôn. Dạ vâng, thêm một cái thôi. Không hiểu sao cái cốc thôi mà bẩn thế. Ôi chết, tay mình. Ôi không, có vỡ không? Wow, may vẫn còn nguyên không xích mẹ gì. Không, vỡ tay cầm rồi. Mẹ thích nhất cái cốc này, mình toi rồi. Khoan, có lẽ mình sửa được. Con chẳng cần keo vì mình đã có bút 3D. Chỉ cần phủ lên phần gãy, cùng màu nên sẽ khó mà thấy được. Và giờ mình sẽ phủ xuống tận bên dưới tay cầm. Dọc cái cạnh ấy, nhưng không cần nhiều quá đâu. Đó, xong một bên, sang bên kia nữa. Bên này cũng làm tương tự nha. Gần xong với bên này rồi, đẹp rồi nè. À mà nhớ phủ cả phần trên và dưới nữa nha. Tay cầm là phần quan trọng nhất của cái cốc đó. Vậy nên phải làm cho thật chắc chắn. Xong, còn rất dễ cầm nữa nè. Ôi, con rót nước cam cho mẹ nè. Hả, con tạo thêm hoa văn cho tay cầm đấy à?
Có chuyện gì vậy hả? Không ạ. Chà, đúng là dễ cầm hơn hẳn. Cảm ơn bé con của mẹ. Phù, mừng quá, không ngờ ổn đến vậy. Điệu nhảy này vui quá. Ơ, chung cửa kìa, để tớ mở. Đang nhảy hăng mà. Nhìn này, là một kiện hàng. Ôi, Crocs tớ mới mua đấy. Trông đẹp quá, thích quá đi. Wow, ghen tị thế. Của tớ thì chán như con rán. Này, chắc tớ sửa được đó. Tớ vẽ một bông hoa nhỏ xinh và giờ là lúc dùng đến bút 3D thân thiết. Xong hai cánh hoa rồi, tô nó thôi. Tớ thích tô kiểu qua lại. Và thế là xong. Giờ tớ sẽ dùng màu vàng để tô vào giữa. Ồ, dễ thương quá. Tiếp theo, một trái dâu tây. Tớ sẽ tô viền màu đen trước đã. Trông ổn đấy. Giờ thì đến phần cuống xanh. Và tất nhiên màu đỏ mọng trước quả. Chắc chắn sẽ dễ thương lắm. Và xong. Tiếp theo, ngôi sao. Tớ còn chẳng cần vẽ trước với hình này. Tớ sẽ tự vẽ đường viền trước. Màu vàng này sẽ khiến ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Xong rồi nè. Giờ thì lấy dép của bạn ra. Tớ sẽ đặt ngôi sao ngay đây. Đặt hết cả hình kia luôn. Chà, tuyệt vời ông mặt trời. Phải đi thử mới được. Ôi trời ơi, không thể nào cưng hơn được nữa. Cậu làm giỏi lắm Kate ơi. Chà, đây, cho cậu một hình. Ồ, cảm ơn nha. Muốn xem thứ gì đó siêu ngầu không? Xem tớ còn làm gì này. Trượt vào phía trên để khiến đôi dép trông như mới. Tớ đã dùng bút 3D để tô viền dép. Đẹp quá. Ồ phải, nhảy tiếp thôi. Chúng mình có thể khoe dép mới luôn. Chuyện đụng hàng là khó tránh khỏi trong lớp. Nhưng hóa ra lại có chút vấn đề. Bye bye. Hemingway quả thật tài ba. Gì đấy? Mình đâu có mang thứ này. Có cổ vũ gì đâu. Ủa, đó là cặp của mình sao? Mà nhờ thế mình lại nghĩ ra hay. Vẽ tên bạn và tô viền ngoài bằng bút keo. Mình chọn phong cách chữ vui nhộn bong bóng. Chọn màu bạn yêu thích nữa nha. Đừng quên các điểm khuyết. Giống như quanh chị E. Rồi đến phần tô màu nè. Đưa bút theo các hướng khác nhau để tạo hình chữ. Hoặc tạo nét rõ ràng dễ nhìn hơn. Tô viền và luồn dây xích. Để xem ai còn cầm nhầm cặp được nữa. Hả? Không phải tên mình mà. Medicine. Suýt thì nhầm nhọt à hả? May có thẻ tên xinh xắn. Mình sẽ thắng ván này. Nghỉ chút đã vậy. Nhìn màn hình lâu buồn ngủ ghê. Thú vị ghê đó. Gì vậy trời? Không phải con mèo chứ? Kính của Madison. Ôi, con bé sẽ giết mình mất. Mình đúng là cái đồ mông nặng. Mà không sao. Chiếc bút này sẽ khắc phục mọi thứ. Trước tiên, tôi viền mắt kính như thế này. Rồi kéo xuống phần rìa. Cứ tiếp tục cho đến khi bạn tô hết rìa. Trông quen quen chưa nè. Giờ bạn chỉ cần nối mọi thứ lại thôi. Rồi đến phần gọng kính. Và xong nè. Nhìn đẹp phết đó chứ. Từ từ. Suýt thì toi. Kính đúng cỡ cậu luôn. Mình ngủ mà vẫn đeo kính à. Ui trời. Hả? Lạ thật. Thành công. Trời nắng dễ chịu quá hả? Em đang đọc gì đấy? Toàn đồ đắt tiền kìa. Có người đang mê mẩn trang sức kìa. Chờ xíu nhé.
Chào cô có món nào thế này không? Anh gặp may rồi đó, nhẫn này thì sao? Ôi, không biết tôi có mua nổi không? Nhẫn này còn đắt hơn nữa kìa. Vậy còn chiếc này? Ôi trời ơi, chờ tôi chút. Cứu, tôi phải làm gì đây? Chuẩn rồi, lấy bút lông nè, dùng bút keo vẽ hình thật xinh. Cứ tiếp tục và nhớ vẽ vòng quanh bút nhé. Lấy dây khi nó khô. Wow! Sao? Chọn một tay đi. Tay này. Thế thì tay này. Ta-da! Là jam sao? Được nhất vô nhị luôn. Một chiếc nhẫn thật và là của em. Em chẳng cần đâu cái này nữa. Em thích lắm. Tóc xinh đến trường nào. Sách vở của mình đâu rồi? À ha, thế này hóa ra tiện lợi phết. Còn thiếu gì nữa ta? Bút của mình đâu nhỉ? Chắc chắn là chỉ ở quanh đây thôi mà. Trời ơi, trả lại đây con chuột ngu ngốc kia. Mấy cái bút cuối cùng của tao đó. Thật không thể nổi. Ê, hộp bim bim cũ kìa. Cái này dùng được nè. Bơm keo nóng ở các mặt như thế này, rồi vẽ zig zag. Rồi thì lần ngược cái hộp lại và bơm keo xung quanh gì ở đấy. Đừng quên tô ở giữa nhé. Kiểu đan chéo cũng đẹp đó. Chuẩn. Giờ thì lật toàn bộ lại và lấy hộp ra. Gắn phần nắp và đáy vào. Và cho khóa kéo vào. Đã có hộp đựng bút rồi. Wow, mình cũng khéo tay ghê đó chứ. Đừng muộn mà. Wow, cái màn hình này to thật đấy. Nhưng thế nào cũng đã còn mắt lắm luôn. Ok, trong này còn có mấy cái dây. Sao lắm vậy trời. Chắc cái này cắm vào phía sau nhỉ. Cái này ở đây. Rồi đến mấy cái dây này. Mệt bở hơi tai luôn. Dây dợ gì mà lắm thế không biết. Tớ vừa tự làm cái nhẫn cưng xỉu này nè. Ui giời, rối tinh rối mù luôn. Cậu có nhiều dây dợ nhở? Ê, sao tụi mình không thử dùng bút 3D này đi? Nhìn nhé, tớ sẽ để dây ở chỗ này, rồi dùng bút vẽ. Thấy không, dây được cố định rồi. Ta-da, vừa gọn gàng vừa đầy màu sắc luôn. Thế giờ tớ cắm dây nốt được rồi đúng không gái? Ôi hay quá, cảm ơn cậu nhiều lắm. Chồng cũng dễ thương, dễ sợ luôn ý. Không biết mẹ ngủ say chưa ta. Mẹ cử động kia, lấy rồi chuồn cho lẹ trước khi bị phát hiện nào. Phù, suýt thịt tòi đời. Ê, nhìn này, chị lấy được túi mỹ phẩm của mẹ rồi. Thôi, mẹ không cho đâu, mẹ sẽ bực đây. Em đúng là đồ thỏ đế. Sắp có người bị ăn đòn kìa bà con ơi. Tuyệt, màu son xinh dễ sợ luôn. Ôi mẹ ơi, còn có cả kéo nữa kìa. Tỉa một chút thế nào cũng xinh như minh tinh cho xem. Tóc mái đang là mốt đó nha. Chỉ cần cắt thẳng một đường là xong. Ôi không, mình làm gì thế này? Cái gì nữa vậy? Ôi giời, thôi rồi lượm ơi. Quầy, bút in 3D kìa. Để xem xử lý cái này cho chị.
Chỉ cần vẽ hình như thế này là ra nè. Rồi tô hết bên trong. Thế là ổn áp. Xong rồi. Ok, giờ thì lật ngược lại nào. Mình sẽ nhỏ một chấm ở đây và gắn hai đầu lại bên ngoài với nhau. Xong rồi này, tới bước tiếp theo. Thêm chấm xanh cho dễ thương này. Nhưng đừng nhiều quá nha. Ok, em làm xong rồi. Cái này cho chị đấy. Đây. Để em chỉ cho. Thấy không nè, Mai đã được cặp hết lên rồi. Wow, cảm ơn em gái nhiều. Ahem, ai lấy túi mỹ phẩm của mẹ đấy? Là em đấy mẹ, không phải con đâu. Chị đã sắp xong chưa ạ? Ừ, nói chung cũng gần xong rồi. Tuyệt. Khoan. Mẹ sẽ nổi đóa lên khi nhìn thấy hình xăm này cho xem. Hello, sao lại thẫn thờ thế hả? Xin lỗi ạ, em đang hoảng ạ. Được rồi, hít sâu nào. Em cảm ơn. Mà chờ chút. Có ý hay rồi đây. Lấy một khuôn cao su như thế này và nhồi kẹo gấu dẻo nhiều màu vào. Tớ sẽ dùng nhiều màu khác nhau luôn. Cứ nhét kẹo gấu xung quanh vòng nhé. Rồi cẩn thận đổ keo epoxy lên trên gấu. Đổ đầy luôn nha bà con. Vậy là đeo được rồi. Dễ thương muốn xỉu luôn này. Và che hết hình xăm luôn này. Yên tâm rồi. Xăm đã rồi che đi sao? Thử tùy em. Con về rồi à Betty? Vâng ạ. Hả? Con xăm mà. Hình nhỏ dễ thương đấy. Nhưng nhìn của mẹ này. Đó. Mẹ là số 1 ạ. Mẹ nào con đấy mà. Mình quên mất sinh nhật mẹ rồi. Còn đồng nào trong ví không ta? Cũng không luôn. Chắc mình phải còn chút tiền nữa chứ nhở. Chuẩn rồi, mua sắm thôi. Có mua nổi điện thoại không ta? Hay xe hơi? Một bông hồng thì sao nhở? Cảm ơn, hẹn gặp lại quý khách. 2 đô thì mua được gì ạ? Chị mới bán bó hoa cuối rồi. Chán thế. Chị còn mấy cánh hoa rụng này. Thật ra, có cách rồi. Đừng vứt cánh hoa rụng đi nhé mọi người. Hãy sơn một lớp sơn phủ trong suốt lên, rồi để dưới đèn UV. Khô rồi, vậy là mình có thể đính móc bông tay này vào. Đẹp nhở? Cưng xỉu luôn. Mẹ. Ồ, Betty à. Con có thứ này cho mẹ này. Con gái ngoan của mẹ. Đẹp quá đi mất. Đúng là có 102. Cảm ơn con yêu. Mẹ yêu con. Bán hàng mới nào mọi người. Trang sức đây. Hàng mới ra lò hot hòn hot đây. Lại một buổi sáng yên bình nữa. Dậy chuẩn bị thôi nào. Tỉnh đi. Chị à. Đánh răng trắng xinh nào. Vẫn buồn ngủ quá. Nhột ghê á. Răng trắng sáng rồi này. Ôi không. Chắc chị không thấy đâu. Ok, gì nữa nào. Trang điểm ổn rồi này. Khuyên tai đâu. Phải đeo vào mới được. Còn chiếc kia đâu rồi ta. Đừng có nhìn em chịu thôi. Chị ấy chẳng nghi ngờ gì. Sao lạ quá ta. Phải làm sao bây giờ. À mình có ý này. Dùng bút 3D bắt đầu vẽ một hình tam giác như thế này. Vẽ các đường khít nhau nhé. Khi đã vẽ đến đáy của hình tam giác, hãy dùng một màu khác. Chúng ta sẽ tạo miếng dưa hấu. Dùng các sắc xanh khác nhau cho vỏ này. Rồi chấm đen cho hạt dưa. Cứ vẽ vài chấm khắp phần ruột đỏ là ok la rồi. Khi đã hoàn thành, lật nó lại và thêm chốt khuyên tai. Nhìn khuyên tai vừa thời trang vừa ngon lành. Nhưng chưa xong đâu. Dùng bút 3D để vẽ các đường nhỏ. Lặp lại ở mặt bên kia nhé. Chúng ta sẽ tạo hình chiếc lá.
trông dễ thương chưa kìa. Lật lá lại và gắn một ống hút trong vào. Dùng kéo để cắt ống hút, cài chiếc lá vào vành tai của bạn. Wow, ngầu ghê cơ. Hả? Hả? Em muốn làm thợ sửa ống nước. Chị biết mà. Cẩn thận nào. Gì mà lớn tiếng vậy? Thôi kệ, mình cần lên đồ đã. Thắt lưng này dễ thương quá, nhưng lại hơi nhỏ. Thôi xong, móng tay mình gãy mất tiêu rồi. Đúng là thảm họa. Nhìn bố kìa, khổ thân móng tay. Lêu lêu, vừa vừa phải phải thôi. Chả sao, tớ vẫn cứu vãn được. Chắc sẽ dùng được này. Đúng rồi ha. Để sửa móng tay khẩn cấp, bắt đầu bằng cách dán băng dính lên móng tay. Dùng que gỗ để nhấn băng dính quanh móng của bạn. Tiếp theo, dùng bút 3D vẽ viền móng. Lột băng dính ra thôi nào. Dán băng dính lên mặt phẳng và hoàn thiện nốt phần móng. Tạo hình dạng oval. Dùng bút 3D để vẽ vào khuôn móng. Nhớ là tô cẩn thận không trờm ra ngoài. Tiếp theo, tạo một đường cong nhẹ bằng cách uốn móng quanh một chiếc bút chì hoặc thứ gì đó tương tự. Sau đó, lấy móng giả ra khỏi băng dính. Làm nhẹ nhàng thôi, chúng mình không muốn làm vỡ móng nữa đâu. Dùng kéo cắt móng để tỉa phần nhựa thừa đi này. Cắt theo đường mực ấy. Cuối cùng thì chỉ cần gắn móng thôi. Làm tương tự với những móng còn lại để có một bộ móng sang chảnh nhá. Đẹp quá gái ơi. Wow, tớ sẵn sàng rồi. Nhìn đẹp muốn xỉu luôn. Hả? Từ từ. Thôi thôi. Nhấc chân. Chị này bị sao vậy? Nhìn thời gian đi, tới giờ dọn dẹp rồi. Ra khỏi đây hộ cái. Đủ rồi. Chết này. Chạy ngay đi còn kịp. Chà, trò biết tay nhá. Như em đã thấy đấy, chúng tôi có rất nhiều loại hoa đẹp. Việc của em... xin lỗi. Như chị nói đấy, việc của em là chăm sóc hoa. Đẹp quá này. Bông này dễ thương quá, ui cha. Phù, suýt thì toi. Em có đang chú ý không vậy? Tốt, đi theo chị. Thùng tưới nước ở đằng kia nhé. Wow, trách nhiệm của em luôn. Tưới nước thấy cũng dễ mà. Nhưng đừng tưới nhiều quá. Vâng ạ. Ôi không. Nhìn cái đống này đi. Dọn sạch đấy. Vâng ạ, chị cứ tin tưởng vào em. Xem chúng ta có gì nào. Chị muốn em vệ sinh cho sạch cái chậu này. Ui. Và thở. Em xin lỗi ạ, em đang cố hết sức. Tiêu đời nhà ma rồi. Nhưng mà em có cách sửa rồi, chị đừng lo. Không cần vứt chậu cây này đi đâu. Chỉ cần lấy bút 3D thôi. Bắt đầu bằng cách vẽ ở mặt bên của chậu. Phun vào đúng phần rìa của chậu cây ấy nhé. Cẩn thận để không bỏ lỡ điểm nào nha. Gần xong rồi. Khi đã xong, tạo một đường từ bên này sang bên kia của đoạn vỡ. Chúng ta sẽ nối hai mặt lại. Rất tốt. Tiếp theo vẽ các đường ngang chậu cây. Rồi tô kín bên trong nữa. Làm cũng hơi lâu, nhưng kết quả thì miễn chê. Một lần nữa, đừng để lại kẽ hở nào nha. Giờ thì dùng bút 3D phủ vào các kẽ nứt. Như vậy vết nứt sẽ không lan ra, giúp chậu cây càng bền chặt hơn. Giờ thì thêm màu nữa này. Trông khác bọt hẳn nha. Chị ơi. Ôi trời, không chê vào đâu được. Đừng làm vỡ gì khác là được. Vâng ạ. Em xin lỗi. Giờ ăn đến rồi. Úp vải gói mì xem nào. Và giờ là nĩa của Mỹ. Thơm ngon. Món gì vậy con gái? Vậy bố lấy luôn nĩa đi ạ. Ok là đi mua nĩa rồi đánh chén thôi. Ơ kìa, sao lại hết nĩa được cơ chứ? Mình phải làm gì bây giờ? Mình thèm tô mì này lắm rồi. Ok, để ghé trường xem còn cái nào không. Tuyệt, một bầu trời nĩa luôn. Đỉnh của chóp. Ôi là trời, tụi con nít này đông như quân nguyên thế. Không, lấy hết sạch nĩa rồi. Mình chỉ muốn ăn mì tôm thôi mà. Khoan đã, đúng rồi.
sao mình quên được cơ chứ. Đến lúc giải quyết vấn đề dao nĩa khó nhằn này rồi, mình sẽ vẽ viền trước như vậy này. Chuẩn, hơi bị ổn áp đấy. Xong, mình làm nĩa từ bút 3D nè. IQ vô cực là đây chứ đâu. Ngon như mình nghĩ luôn á. Gì đấy? Sao như tiếng nước ngoài thế này? Mình chả hiểu cái mô tê gì luôn. Đừng có copy bài của tớ. Phải làm gì bây giờ ta? Rồi, để xem nào. Thầy nên gọi ai nhỉ? Thôi, đừng trốn đằng sau sách nữa em. Lên bảng nào. Sao ạ? Bất công quá đi. Em muốn được trả lời ạ. Ok, thầy đã viết tên chất rồi đấy. Em phải chế tạo ra nó. Bắt đầu với lọ này nhá. Này, nhanh lên. Đây là phòng thí nghiệm đấy. Bắt đầu đi chứ. Có người gọi thầy. Nhưng em cứ làm tiếp đi. Rồi thầy sẽ xem kết quả. Không ngờ, thầy lại bắt mình làm cái trò này. Lấy cái cốc kia đi. Gì ấy, không phải cái đấy, cái kia cơ mà. Ý là cốc màu đỏ phải không? Học với trả hành. Cái đấy đấy. Khoan, cái lọ nhỏ này á. Tuyệt, ok, tôi biết rồi. Thế nào cũng hay ho lắm cho xem. Chắc mình phải trộn hai cái này với nhau nhở. Gì vậy trời? Sao nổ cái đùng vậy? Cậu ấy tin sái cả cổ luôn. Gì, toang rồi. Mình làm lủng bàn của thầy mất tiêu. Thầy sẽ thấy rồi mời phụ huynh mình cho xem. Cậu quá đáng lắm luôn. Phải làm gì đây? Mình không muốn bị đuổi học đâu. Khoan, bút 3D của mình này. Ok, chắc mình sửa được mà. May mà mình có mang theo nhựa trắng giống cái bàn. Mình sẽ vẽ mấy đường thẳng dài ngang qua cái lỗ trước. Giờ thì vẽ dọc lại nè mọi người. Nếu mình hoàn thành trước khi thầy trở lại, có lẽ thầy chẳng phát hiện ra cái lỗ đâu. Sắp xong rồi, vài đường nữa thôi à. Ok, hoàn thành. Mình đã vá được chỗ lủng. Đặt cái bình lên trên cho chắc. Mình chỉ cần diễn giả chân lên một tí tẹo thôi. Em vẫn ở đây à? Thôi được rồi, về chỗ đi. Làm bài tập cả ngày là mình đau cổ quá. Nhưng vẫn phải tiếp tục thôi. Mình chưa làm xong mà. Mệt mỏi lắm luôn đấy. Ngủ một tẹo thôi. Xem nào. Đúng rồi, làm thế này là hết sức hợp lý. Áp dụng công thức là tính dễ ợt đấy mà. Chuẩn chuẩn, sao mình lại quên được định lý này nhở? Wow, làm được nhiều bài quá ta, ấn tượng đấy bố. Chỉ còn mấy dòng nữa thôi à? Đợi đã nào, đỉnh, thế là xong. Bài tập về nhà của tớ, IQ vô cực của tớ, ướt sũng và mất hết chữ rồi, không? Ôi má ơi, bài tập của mình có ướt không thế? Tạ ơn thần linh, mình chỉ mơ thôi. Hello, cậu vẫn đang làm bài tập đấy à? Wow, sao nhìn dữ vậy bà? Cậu giận tớ hay gì? Không, mình chẳng muốn chuyện đó xảy ra đâu. Phải ngăn ngừa từ bây giờ. Bút 3D của mình đây rồi. Cậu chuẩn bị tinh thần chưa? Tớ sẽ lật ngược cái cốc này lại. Sau đó vẽ theo miệng cái cốc bằng cây bút chì này. Vẽ hết vòng tròn nha. Thế là xong, để cái cốc ra chỗ khác được rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu với việc tô hết vòng tròn này. Cách dễ nhất là cứ đưa bút tới lui đó nha. Nhưng đừng lo nếu tay bạn hơi run một tẹo. Cứ làm tiếp nhá. Mấy đường này chẳng cần thẳng như thước đâu. Chuẩn rồi đấy, còn mỗi tẹo thôi. Ta-da, tớ đã làm xong cái nắp cho cốc rồi. Cũng chưa xong hẳn ý, phải thêm vài đường uốn lượn nữa này. Và rồi tớ sẽ nối nó với cái nắp tiếp theo. Nhớ tô đầy hình dạng này nha mọi người. Và khi đã xong xuôi thì tớ sẽ làm thêm vòng quanh cái cốc. Cái này cũng phải được tô kín nhá. Yay, xong hẳn rồi, phải thử một chút mới được. Đỉnh của chóp không bị rơi ra luôn. Cái nắp này đúng là xuất sắc. Wow, cậu làm cái nắp này đấy á. Nhìn này, tớ vẫn uống nước được luôn. Và rồi chỉ cần đậy nắp lại là xong. Giờ tớ chẳng phải lo sợ bài tập bị hỏng nữa rồi. Hết đổ tèm lem nhá. Giao hàng cho cô Julia. Mong là cưng thích cái này. Không biết là quà gì nhỉ? Là một cái lược sang chảnh á. Không ngờ là anh nhớ mình thích cái này luôn. Cuối cùng cũng có một anh chàng chịu lắng nghe lời mình. Xem cái áo này nè. Không dối tí nào. Bé cây thích không? Đỡ ngứa ghê. Khỏe không Julie? Hả? Ngoài trời gió không ta? Tại tôi thấy tóc cậu hơi rối ý. Có gì đâu mà nhìn. Chạy thêm vài đường thôi nè.
kìa Julie. Tôi có phải cún đâu. Bỏ tay luôn. Chải nhiều thì tóc đẹp thôi mà. Rối mất rồi. Sơ ngoài mới lực sang lực chảnh của mình. Leo sẽ chia tay mình mất. Trời ơi, tớ biết cách để giúp cậu nè. Triển nào, tớ sẽ thử mọi cách. Lừa bị mất lông sao? Bạn chỉ cần dùng bút 3D thôi à. Nhưng mà mẹo này sẽ hơi lâu đó nha. Ngon lành nhé. Lông chải xịn sò nè ba con. Nhìn hết sể con bà bầy nhỉ. Không thể tin nổi. Cảm ơn cậu. Chào nha. Ui, gió to thế. Chào cô cưng. Tóc anh rối thế. Đừng lo, để đấy em. Được hả? Chuẩn. Vướng rồi anh ơi. Thôi tụi mình đi luôn đi. Nhưng anh đừng soi gương nhé. Xích đu đúng là vui bà cháy. Tớ đến này Claire ơi. Woohoo. Xem tớ chạy nhanh không nè. Không ai có thể cản tớ đâu. Cảm ơn cả nhà nhé. Wow. Điện thoại tôi. Ai đã chụp điện thoại giùm em với. Tớ đỡ nè. Đấy. Suýt thì teo. Không. Mong là không bị xước nhá. Sao cậu không xài ốp lưng? Nhưng cái này nhìn chả nò mí. Mỗi người một ý nhỉ. Tớ biết rồi. Nếu cả nhà thích một cái ốp lưng cua te thì hãy dùng bút 3D để tạo ra thiết kế nhé. Các cậu có biết tớ đang làm gì không? Để tớ gợi ý nè. Nó có rất nhiều màu sắc luôn. May mà tớ có đủ màu đó nha. Giờ đến xanh lá xa lánh nè. Các bạn nhớ phải vẽ thật nhiều đường đấy. Và sau xanh lá thì tớ sẽ thêm chút xanh dương dễ thương. Mọi người xem mấy đường đẹp tuyệt này nè. Tụi mình sắp xong rồi đấy. Nhưng không thể quên mặt trời tươi rói nhé. Mọi người sẽ thích mê cái ốp này cho xem. Và khi đã khô thì hãy gắn ẻm vào lưng điện thoại. Xem cái ốp mới của tớ này. Hết chán rồi đúng không nào? Xinh thế đấy. Giờ lên sóng tiếp nè. Cậu vẫn chưa ngộ ra bài học hồi nãy à? Tuyệt tác vĩ đại của ta. Chào, chú trang trí chỗ này cứ bị đỉnh ấy ạ. Chú có quả cho cháu đây này. Bút hả chú? Không phải bút bình thường đâu nha. Cháu có bút laser rồi chú. Vậy hả? Ok, thế cái này thì sao? Nhìn như son môi, nhưng coi nhé. Hả? Ấn tượng lắm đúng không? Chán nhỏm, cháu có từ năm ngoái rồi. Khác với trà khứa. Để chú nghĩ phát. Biết rồi. Tăng tốc được không chú? Nhìn thấy mọi thứ luôn nhá. Trời đất ơi, chú coi này. Thế này thì sao mà dùng ạ? Mình phải làm gì đây? À phải, mình có cái này mà. Đặt cặp kính bị gãy lên một mặt phẳng. Dùng bút 3D để tạo ra mối nối tại điểm giữa hai cái kính. Tiếp tục thêm nhựa lên khắp gọng của cặp kính này nào. Sau đó lặp lại tương tự với cạnh bên trên của gọng. Khi đã xong thì gắn cẳng kính vào và dùng bút 3D dán nó lại. Vẽ lên khắp cái cẳng luôn nhé. Vậy thì chẳng ai biết được cái kính này từng gãy cả. Sửa xong rồi, nhìn hơi bị chất nhở. Cho cháu thử với. Cháu thấy sao nào? Thôi, cháu trả chú này. Nhưng... mình hiểu ra rồi. Ăn vặt thế nào? Wow, nàng thơ của mình kìa. Mị thích nhất là đồ nát, ngồi cho thoải mái này. Cứ như thiên đường vậy. Trông ngon thật đó. Hết cả hồn. Sao dèo to dữ vậy má? Xin chào. Ước gì mình được ôm cô ấy nhở. Đi tòng mấy cái bánh rồi, vậy làm sao mà ăn? Ước gì mình có thể giúp cô ấy nhỉ. Nghĩ nào, làm sao để nàng ấn tượng đây? Mình nghĩ ra rồi. Dùng bút 3D để vẽ một hình tròn này. Vẽ từ trong ra ngoài để hình tròn to lên nhé.
hình tròn đã đủ to, hãy dùng bút 3D để tạo chiều cao. Cứ vẽ các đường tròn chồng lên nhau là được. Vẽ vào tận cái lõi của bánh nhé. Cuối cùng các bạn sẽ tạo ra thứ này, một cái donut mini á. Đổi màu và thêm lớp kem phủ này. Cái bánh là mình đói quá. Nhìn ổn phết. Thêm cốm rắc vào một chuỗi dây này. Món quà lý tưởng ghê. Wow, mong là nàng thích. Anh đến đây, tình yêu ơi. Ê, psst. Anh muốn gì ở đây? Lại đây nào. Đừng nói với tôi là bẫy nhé. Anh có cái này cho em nè. Ồ, xinh quá đi mất. Thích thật đấy. Anh dễ thương quá à. Tuyệt. Chào anh. Chào em. Bài tập về nhà hôm nay đúng là khó nhằn. Nhưng mình có đáp án rồi. Trời ơi, tự hào về mình dễ sợ. Bỏ vào cái túi này luôn cho an toàn. Đỡ lo giấy bị ướt nhé. Rồi, đặt vào ba lô kẻo quên nè. Mong tới lúc nộp bài qua đi. Kiệt tác của mình. Wow, mắt mũi để đi đâu thế hả nhỏ kia? Thôi xong, bài của mình. Nhầu hết giấy rồi còn đâu. Nhìn cậu ta khóc kìa mọi người. Làm cái trò gì đấy không biết. Khóc cứ như là em bé ấy. Này gái ơi, dùng cái này đi. Ơ, cảm ơn cậu nhá. Từ từ, nhưng mà làm thế nào? Mình hiểu rồi. Dùng máy ép tóc để làm phẳng vết nhầu. Thấy không? Lại như mới rồi. Tiện ghê luôn á. Ơ, Lina ơi. Lớp học chẳng còn như xưa nữa. Kể từ lúc ai cũng kẻ smartphone bên người. Cứ hỏi các thầy cô thì biết. Ok, thu điện thoại lại nào. Mình phải giấu đi mới được. Các em đã chuẩn bị bài vở hết chưa thế? Tí nữa là thắng to rồi. Mình ghét đi học quá. Ai muốn học về quá trình quang hợp cơ chứ? Cậu mà muốn dùng điện thoại thì phải thật là lén là lén lút đó. Câu trả lời ở ngay trước mặt tụi mình nè. Đặt điện thoại úp xuống và xịt keo nóng thành một đường thẳng. Rồi dính một chiếc bút chì màu lên. Ổn áp rồi đó. Dùng mấy cây bút chì nữa để làm tiếp. Trông đỉnh thực sự á. Bây giờ thì mình chẳng lo bị lộ mỗi khi muốn selfie rồi. Em đang dùng bút chì màu thôi ạ. Mình lừa được thầy rồi. Mẹo này đúng là đỉnh của chóp luôn á. Uống quá nhiều nước coca sẽ khiến bụng bạn cảm thấy khó chịu. Cậu muốn uống phần của tớ không? Tớ không uống nổi nữa. Thật ra, muốn vui một chút không? Hãy sử dụng kỹ năng lật chai của chúng ta. Và này, lật. Bạn sẽ làm được. Hoặc không? Xem nhé. Nhìn này. Để xem nó đi đâu. Ôi không. Con heo của tớ. Thôi rồi. Thật là tệ. Tớ hoàn toàn không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Mẹ đã tiết kiệm nhiều tháng này để mua xe đó. Đừng lo. Tớ có ý này. Đây là tất cả những gì chúng ta cần. Thật hả? Các cái chai rỗng ra làm đôi. Lột nhãn dán ra. Xịt keo nóng quanh chỗ cắt. Gắn phần đáy chai vào. Khi nào khô, cắt một đường ở giữa nữa. Và tô màu hồng thật đẹp lên. Đừng quên tai của con heo nhé. Dễ thương đấy chứ. Trông thật tuyệt. Mẹ sẽ thích thứ này. Mẹ đến kìa. Sắp mua được cái xe rồi đó. Thật suôn sẻ. Không gì tuyệt bằng tắm nước nóng sau một ngày dài. Hãy dùng miếng bông tắm này nào.
cái này trơn quá. Quay lại đây. Cái này cứ nhảy mãi vậy. Cậu ổn chứ Eva? Ôi trời, đi ra ngoài luôn. Xin lỗi, cho qua chút. Tìm mệt rồi đó. Vào đây. Cuối cùng cũng được. Cậu vẫn dùng cái chai đó à? Giờ thì hết rồi. Hãy tận dụng thứ này. Bạn sẽ cần một chai thủy tinh không? Và một cái phễu. Đặt phễu lên miệng chai, rồi đổ loại xà phòng bạn thích vào. Khi nào đầy, lấy cái phễu ra và bỏ vòi nhấn vào. Cái này là từ một cái chai cũ đó. Giờ thì vừa hiệu quả, vừa đỡ phải chạy rồi. Chỉ một lần chạm bóng nữa và chúng ta sẽ thắng trò chơi. Thôi nào. Tuyệt, tôi biết chúng ta có thể thắng mà. Ái chà, Kevin, cậu có quá mê muội trò chơi không vậy? Úi, tôi lỡ làm vậy à? Có vẻ ta phải dọn dẹp rồi, cậu nghĩ sao? Ôi trời, tôi thực sự đã phá vỡ thứ đó phải không? Mẹ tôi sẽ giết tôi mất. Phải có gì đó tôi có thể làm để cứu vãn thứ này. Ái chà, được rồi Kevin, thử tư duy sáng tạo xem nào. Cậu có bất cứ thứ gì quanh nhà có thể sử dụng để sửa đồng hồ không? Ôi, não Kevin chắc chắn đang nảy số nhiệt tình đây. Đối với mánh này, bạn sẽ cần một chiếc đĩa và vài chiếc domino. Lấy phần lõi từ đồng hồ chứa pin và dán nó vào lỗ ở giữa chiếc đĩa. Nếu bạn xoay nó một vài lần, nó sẽ trở nên vừa vặn cho xem. Lấy chiếc vòng đệm nhỏ và xuyên nó qua lỗ ở phía bên kia để giữ chặt pin. Tiếp theo, thì vít vào chiếc đai ốc kim loại. Bây giờ, đặt kim dây từ đồng hồ lên trên đó. Bây giờ làm điều tương tự với kim phút và kết thúc nó với kim tích tắc. Để tạo số cho đồng hồ, hãy dán một ít keo nóng lên các miếng domino tương ứng. Thấy không? Chiếc domino số 12 sẽ ứng với 12 giờ trên đồng hồ. Tiếp tục đi cho đến khi bạn xử lý hết tất cả các con số còn lại. Treo đồ quỷ sứ đó lên tường và bạn đã có cho mình một chiếc đồng hồ hoàn toàn mới. Vậy nó trông như thế nào hả Kevin? Wow, còn đẹp hơn cả đồng hồ cũ ấy chứ. Này, sao cậu cứ đứng được ra đấy thế? Chiêm ngưỡng sáng chế mới của tôi nè. Đỉnh thế nhỉ? Tôi phải tìm một chỗ để cất đám quần áo này đi. Hãy để tôi mở tủ quần áo ở đây nào. Xong rồi đó. Không còn nhiều không gian cho thứ gì khác đâu. Chà, tôi đoán rằng đây là một cách để cất chữ quần áo của bạn đó. Thôi nào, đóng vào đi chứ. À Bella, bạn có thể muốn dịch ra đấy. Đến đây. Ôi, đau phết đấy. Và bây giờ bạn có một trận lở quần áo xô thẳng vào bạn. Được rồi, chắc chắn là tôi phải tìm một hệ thống tốt hơn ở đây. Và tôi biết chính xác phải làm gì rồi. Đối với miệng nhỏ này, bạn sẽ cần một phiến gỗ lớn và một con khủng long đồ chơi như thế này. Dùng dao cắt vào chính giữa món đồ chơi. Ôi, đùa thôi. Tách các nửa và đặt nửa dưới sang một bên. Lấy súng bắn keo nóng để dán keo dọc theo cạnh bạn vừa cắt được mặt trước của chú khủng long. Trước khi khô, ấn nó vào bên trái của miếng gỗ. Bây giờ bạn có thể thêm vài bạn khủng long nữa vào ván. Dễ thế nhỉ? Treo thứ này trong bất kỳ phòng nào và sử dụng nó như giá treo quần áo, ví hoặc bất cứ thứ gì bạn thích. Vì vậy, bây giờ khi bạn hết chỗ trống để treo quần áo trong tủ, đừng căng thẳng. Bởi vì bây giờ, bạn có những lựa chọn khác rồi nè. Giống như những khủng long giúp việc nhỏ này. Thấy chứ, trông nó dễ thế nào kìa. Và giờ bạn có chiếc tủ quần áo bất nguy hiểm rồi phải không Bella? Thế mà suýt nữa là mình đã ở nhà tối nay. Ow, cẩn thận cái chân chứ bro. Sao cũng được. Gì chứ? Đúng là đồ thô lỗ. Ồ hay, mọi người tối nay bị sao vậy nhỉ? Ouch. Này, cẩn thận chứ. Ôi, bàn chân đáng thương của tôi.
mình nên mang đôi giày bọc sắt mới đúng. Đau kinh khủng. Đợi đã, nước soda ư? Cái này xài được đấy. Lấy một cái bát pha soda với oxy ra và một muỗng đầy muối nở. Sau khi đã khuấy đều, hãy nhúng dây buộc giày vào. Sau đó vắt khô và xong rồi đấy. Này bro, kiếm đâu ra dây buộc giày đỉnh thế? Sẽ không ai nhìn nhầm Trần Cổng nữa đâu. Phong cách chất lư bro. Đây rồi, chiếc mũ mới Wax Select của mình. Và không có dấu vết của bụi luôn. Mang vào cái là đẹp trai ngay. Oh yeah, sắp được rồi. Bình tĩnh nào. Trông cái mặt ngạch ra kia. Ờ, cũng hài đấy. Này bồ, mũ mới trông chán thế. Có hợp với tớ không? Cẩn thận, hàng mới đấy. Được rồi, trả lại đây xem nào. Đợi đã, tớ mới có trò này hay lắm. Thử bắt nó xem nhé. Khoan, khoan, đừng. Wow, ao vô ích rồi. Mũ của mình đâu? Nó có sao không? Ôi trời, không thể nào. Ồ, điều kinh khủng nhất đã xảy ra. Cái mũ của tớ dính phải bã kẹo cao su rồi. Ôi không, xem vết bẩn này. Ôi, trông kinh chết đi được. Xin lỗi nhé, tớ phải chùi nó thế nào đây? Cả này khó đấy. Đợi đã, tớ biết rồi. Lấy một tấm vải in hoa và cắt nó ra theo hình lưỡi chai của cái mũ. Dùng keo nóng phủ lên lưỡi chai. Trước khi keo khô, hãy cho tấm vải lên trên nhé. Còn phần vải dư, chỉ cần cắt nó ra như này. Sau đó cho keo nóng lên mặt dưới của mũ. Cẩn thận gập phần vải dư vào như thế này. Giờ thì cho keo lên phần còn lại. Như vậy, bạn có thể phủ nó với lớp vải tương tự. Ổn quá chứ hả? Hình như trông nó còn xịn hơn lúc trước nữa. Tuyệt, đây đúng là mũ độc nhất vô nhị tuyệt vời. Cuối cùng thứ 6 cũng đến rồi. Tụi mình thực sự đụng hàng nhau vào hôm nay đó hả? Cậu biết tớ thích màu vàng cơ mà. Oh, chào hai gái. Sao đứa con gái nào cũng mặc áo giống tớ thế này? Và cả một đứa con trai nữa. Tớ mặc lại cái áo khoác ngay đây. Nhưng mà có ai cố ý đâu chứ. Thôi thì mặc đại cái áo thun nào lên vậy. Cái nào đơn giản một chút. Nhưng tớ có ý này. Muốn chỉnh sửa áo thun không nè? Dùng một cái nĩa để xoay vải áo lại, như là cuộn mì spaghetti vậy đó. Rồi buộc dây chun lên cái áo tùy ý, 3 hoặc 4 dây là được rồi. Rồi ngâm nước cái áo nhé. Hãy chắc chắn là ướt hết cả cái áo luôn nha. Tiếp theo là cho màu nhuộm lên trên áo. Mỗi màu một phần là tốt nhất. Cũng đừng lo nếu màu chảy lan qua dây chun nhé. Giờ thì chỉ cần để cho nó khô lại thôi. Và xem thử nó trông sẽ ra sao nhé. Gỡ hết dây chun ra, trải áo ra và ngắm nghía kiệt tác của mình đi nào. Xem cái áo xinh đẹp này đi. Có người không lo lắng về chuyện đụng hàng sao? Chính là cô nàng này đây. Cậu ta mua cái áo đấy ở đâu thế? Cố mà tìm cái áo này trong cửa hàng đi nhé. Mình chưa bao giờ thấy cái áo nào như thế cả. Cứ tự nhiên chụp hình tớ đi nha. Tự nhiên đi. Là Claire sao? Wow. Đúng thế, vẫn là Claire thôi.
Mình trông vẫn chất mà đúng không? Đôi giày mới của mình cuối cùng đã đến rồi. Trông đẹp hơn nhiều so với ảnh luôn. Ôi, một màu trắng tinh khiết, không bị bụi bẩn bám vào. Có ai ở ngoài này không ta? Peter sẽ làm một chuyện hơi điên rồ một tí. Phải giữ đôi giày thật sạch sẽ bằng bất cứ giá nào. Chỉ vài bước nữa thôi. Thật sự mong là mình có đủ giấy. Cẩn thận chứ. Suýt thì tiêu. Một tách trà nóng ở hướng 12 giờ và không có nắp trong tầm ngắm. Trời ơi, tin nổi không trời. Tôi phải ra khỏi đây. Nơi này như một cái bẫy chết người vậy. Ôi trời, Olivia đang chạy đến ôm mình kìa. Lỡ chân một phát là đôi giày như tiêu tùng luôn. Đừng ôm tớ, Olivia. Năn nỉ mà. Trời ơi, tớ dẫm phải cái gì thế nhở? Ui cha, hình như tớ dẫm vào chân cậu mất rồi. Trời đất, quỷ thần thiên địa ơi, tại sao lại thế này nhỉ? Gớm quá đi mất. Sao lại phải khóc lóc khi cậu có thể chỉnh sửa nó chứ? Lấy băng dính da nhiều tầm này và dán nó vào mặt bên giày của các bạn. Đừng quên đế giày luôn nhé. Khi đôi giày trông như thế này, lấy dao dọc giày ra và dọc dọc theo thiết kế bên ngoài của đôi giày. Bắt đầu bóc băng keo nè, để có lớp họa tiết như thế này. Giờ thì tới phần sơn lót. Phun toàn bộ đôi giày như thế này. Và sau đó là phần nhuộm màu. Phun màu vào một bồn nước. Màu sắc phải có hình vòng tròn như thế này. Sau đó nhúng mặt giày xuống nước, giữ nó thật chắc. Khi sơn khô thì bắt đầu gỡ lớp băng keo ra và mời các bạn chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra. Xem đôi giày có 102 này đi. Không còn nỗi lo lắng bị dính bẩn nữa rồi. Nhưng cũng đừng quá tự tin, vì đôi giày không có phần chống tai nạn đâu. Không đời nào. Mình phải làm gì bây giờ? Toàn là phần thế này. Được rồi, đừng hoảng tôi ơi. Đi rửa giày ngay và luôn thôi. Rồi, tớ đã có khuôn và xi lanh. Giờ thì đổ đầy khuôn nhé. Lấp lánh kìa. Vui quá đi. Thêm một chút nữa thôi và xong. Giờ để nó cứng lại nè. Cũng lâu rồi đó, tớ sẽ lấy nó ra khỏi khuôn. Tuyệt, tớ thích mê unicorn lấp lánh và giờ nó ở ngay trên ốp điện thoại của tớ luôn. À, chạy đi. Tụi mình ướt như chuột lột rồi. Hình như là hết mưa rồi. Tạ ơn trời. Mưa to phết nhờ. Thôi xong, bàn cờ của tớ hỏng hết mất rồi. Không hiểu sao có thể như vậy được hả trời. Nghe này, ngồi đây nhé. Đợi tớ một lúc. Chán ghê. Được, gần như sẵn sàng rồi đấy. Phải mặc đồ bảo hộ cái đã. Găng tay, đã đeo. Bắt đầu tiến hành thôi. Mình đã chọn ra khuôn này. Và giờ mình sẽ cho kim tuyến vào hỗn hợp. Ok, giờ thì đổ hỗn hợp vào các khuôn ở đây. Vừa vừa thôi nha. Tiếp tục trộn các thành phần. Thêm sắc đỏ vào cho hỗn hợp. Và dĩ nhiên là thêm kim tuyến. Ok, tốt lắm. Giờ thì đổ nó vào khuôn thứ hai ở đây. Hoàn hảo. Mình sẽ để chúng cứng lại. Và thế là xong rồi. Chuẩn, tách ra luôn và ngay. Tuyệt vời ông mặt trời. Mình chỉ cần làm thêm nhiều nữa thôi. Bắt đầu thành hình rồi đấy. Nhưng giờ mình lại cần một hỗn hợp trong suốt. Độ đặc này ở mức ổn đấy. Vậy thì đổ vào khuôn bự luôn nào. Phải đổ lên toàn bộ hình vuông và phủ kín các ô vuông nhỏ mình vừa mới làm. Nhưng cũng đổ một lượng vừa phải thôi. Ok, góc nào cũng được phủ kín rồi. Còn một góc này. Yes, xong. Ôi trời ạ, nhìn mà xem. Đẹp dã man. Này, đừng có buồn nữa. Tớ làm bàn cờ mới cho cậu đấy. Cậu tự làm á? Cho tớ á? Wow, nhìn đẹp và dễ thương quá. Này, cậu có muốn chơi không? Tớ thích tập trung vào tác phẩm nghệ thuật của mình. Ôi này, em đang làm gì đấy nhóc? Không, đừng nhìn, em chưa vẽ xong. Hả, thôi nào, cho chị xem. Chị nghĩ là đẹp mà. Được rồi đây. Wow, hết được chấm luôn. Em chị giỏi quá ta. Nhưng mà chú em cũng giỏi bừa bãi lắm nha Jake. Đúng rồi, chờ chút, em có thể xử lý. Cứ ở yên nhé, em đã nghĩ ra cách rồi. Đầu tiên mình phải có bút chì này. Xong rồi, nhìn đứng xoắn vương nhộn nè.
Và giờ mình có thể gắn nhẫn vào nó. Chà, trông như một bông hoa ấy. Không ngờ lại đẹp được đến mức này. Ta-da, em làm nhẫn tặng chị nè. Trời ơi, tuyệt vời quá trời. Chị không ngờ là em làm được nó từ vỏ bút chì đấy. Ok là, quẩy thật sung lên nhé. Chúng mình đã tập luyện rất vất vả nên thế nào cũng được giải cho xem. Trông có vẻ đau đấy nhỉ. Sao cậu lại làm tớ ngã thế hả? Quần jeans của tớ rách rồi đây này. Xin lỗi, hai em bị loại. Cặp tiếp theo nào. Cảm ơn vì đã thưởng thức màn trình diễn này ạ. Ha, đi thi mà ăn mặc rách dưới như ăn xin thế kìa. Đồ cùi bắp. Nào, tụi mình vào đi. Trời ơi, sao mình lại đen vậy cô chú? Tập khổ quá trời luôn. Tớ nghĩ ra cách sửa quần cho cậu rồi đấy. Nhìn nè, wood in 3D sẽ hiệu quả bất ngờ luôn cho xem. Nhìn này, đưa cái quần thủng đây cho tớ. Tớ sẽ dùng bút 3D vẽ vào chỗ này, kẻ các đường hướng về tâm của lỗ rách. Chuẩn, không cần chỉnh. Thêm vài hình tròn nữa này. Phải thật là tròn trịa nhé. Mấy vòng tiếp theo thì sẽ hơi cong một tí. Mạng nhện đấy, ngầu như trái bầu luôn. Xong rồi, quá là ổn áp. Đẹp không? Vẫn là lỗ nhưng đỡ phèn rồi đấy. Wow, cậu thông minh dễ sợ. Nhanh lên, chúng mình vẫn còn cơ hội cứu vãn á. Là hai bé lúc nãy bị rách quần đó sao? Hình như quần không còn rách nữa rồi. Xin mời các em trình diễn. Lần này mình phải thật xuất sắc đi nhé. Yeah, tớ không bị ngã nữa rồi. Hay lắm, tỉnh của chóp luôn. 3 điểm 10 từ các nhà giám khảo luôn. Biết ngay là sẽ thắng mà. Cảm ơn mọi người. Hả? Mình quên ở nhà rồi sao? À, cái này từ 5 năm trước rồi. Nhưng mèo mỡ còn hơn không? Cậu cướp viện bảo tàng hay gì vậy? À, thôi thế là quá đủ rồi. Chiếc bút đặc biệt của mình. Phun đều hai lỗ và mình đã có tai nghe mới toanh. Đó. Thế này mới chuẩn nè. Âm nhạc nghe đỉnh hơn nhiều. Lại là một thủ thuật khác với bút. Ai biết được ngủ lại nhanh chóng biến thành trận chân gối. Tóc tố. Chả nhìn thấy gì cả. Tóc với tay, chán. Được rồi, khoan đã. Chờ tớ tí. Có cái dây buộc tóc nào quanh đây không? Cái này cũng được. Từ từ đã. Tớ nhìn thấy chưa? Nhưng tớ cần nó hơn. Đưa đây. Đấy, cậu làm hỏng rồi nè. Nhưng có một cách còn hay hơn. Triển khai hộp kế hoạch B. Chúng tôi cần ngài giúp bút thần ạ. Sẽ thú vị lắm cho mà xem. Trước hết, chúng mình cần các đường lượn sóng. Rồi đóng lại nè, và tôi bên trong. Một chút nữa các bạn sẽ hiểu ngay. Dùng cọ trắng để vẽ các hình trái tim nhỉ. Đáng yêu quá đi thôi. Ok, một hình nữa. Đính thêm viên đá nhỏ để hoàn thiện món đồ. Tiếp theo, dính hai đầu vào nhau. Và cài lên tóc bạn. Khỏi lo tóc vướng vào mặt nữa. Wow. Ôi, trận chiến chính thức trở lại đây. Thần tình yêu đã nghe thấy lời nguyện cầu của mình sao? Tóc ổn chứ nhỉ? Anh ơi. Bụi bẩn đầy miệng rồi. Và tóc mình. Có lốc xoáy hay gì vậy hả trời? Mà khoan, mình có cách để khắc phục tình trạng này. Xin chào người bạn cũ. Tớ có chiếc bút nè. Kéo keo ra để quấn vào bút. Cứ tiếp tục.
Và khi keo khô tháo ra khỏi bút, trông nó giống một cái lò xo nhỉ? Nhỏ chút keo lên một đầu và dính hai đầu lại với nhau. Ta-da! Không lo tắc rối nữa. Tiếp tục nào. Đáng ấy ơi. Wow, chào em. À phải, chìa khóa đâu đây thôi? Hả? Đâu rồi ta? Chắc mình để trong túi rồi. Mình nhớ rõ ràng đã bỏ trong đây rồi mà. Ơ kìa, hơi bị bực đấy nhá. Mình không tìm thấy mới điên chứ. Khoan, mình có cách rồi. Nhào vô nè. Xem nào. Tú bim bim. Sai. Phải vào sâu hơn thôi. Đây rồi, đã tìm thấy. Ôi, mệt cả người. Mất công ghê á. Được rồi, cuối cùng cũng mở được tủ. Khoan, mình nghĩ mình có ý này hay hơn. Mình có bút 3D và sẵn một hình trái tim nhỏ mới vẽ. Chỉ cần tô xung quanh liền. Tuyệt, rồi tô hết bên trong nữa. Đây là phần mình thích nhất khi vẽ với bút 3D. Vẽ các đường dài thế này đã tay ghê. Mình muốn trái tim phải thật đẹp nên không được để trống chỗ nào. Được rồi, hoàn thành trái tim. Bây giờ thêm móc khóa vào một đầu. Bút 3D sẽ giúp cố định cái móc. Đó, hoàn thành và dùng luôn được rồi. Trông dễ thương quá. Và phần hay nhất là không lo mất chìa khóa nữa. Xin lỗi, cho tớ lấy đồ trong tủ của tớ với. Dị thế, đứng ngay đây để học là sao? Ôi, chuông reo rồi. Vậy mình bị mắc vào tủ rồi á? Kẹt chặt quá, kéo hoài không được. Phải giật mạnh mới ra. Rồi lại văng cả váy mất. Tôi không dại mà làm thế. Nó to bự quá. Mà khoan đã, đúng rồi, bút 3D. May mà mình có mang bút này đi học. Mình sẽ vẽ một hình nhỏ đáng yêu xung quanh cái lỗ trên váy. Rồi tô vào bên trong. Phải che hết cái lỗ mới được. Ổn rồi, sang màu khác nào. Và che cả phần này của lỗ nữa. Đó, che được cái lỗ rồi. Thêm chi tiết nào. Tô cả vào đôi tai nhỏ nè. Và đến đôi mắt bé xíu. Không thể quên mũi và miệng. Ồ, con cáo này cứng xỉu luôn. Lỗ được che rồi và váy thì siêu dễ thương.